Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Môi trường làm việc kém và thu nhập thấp là nguyên nhân khiến nhiều công chức rời đi. Ngày 24 tháng 5, VOA tiếng Việt có phóng sự công chức xin nghỉ việc nhà nước vì môi trường kém, thu nhập thấp. Theo đó, trong năm 2023, cả nước có gần 11.000 cán bộ, công chức và viên chức nghỉ việc để chuyển sang làm việc cho tư nhân và nước ngoài, theo báo cáo của Bộ Nội vụ. Để có cái nhìn đầy đủ hơn, VOA đã thực hiện một số phỏng vấn với cựu cán bộ công chức nhà nước, trong đó có anh Nguyễn Văn Dương, một viên chức với gần 20 năm làm việc cho Ủy ban Nhân dân của một thành phố giáp ranh Hà Nội. VOA dẫn lời anh Dương cho biết, với mức lương theo ngạch chỉ gần 7 triệu đồng một tháng, thì anh không thể nuôi nổi bản thân, chứ chưa nói tới chuyện lo cho hai cô con gái đi học đại học, dù là ở một thành phố tỉnh lẻ. Hình ảnh phóng sự trên VOA. Vì thế, cách đây gần 2 năm, anh đã xin nghỉ và chuyển sang làm cho một doanh nghiệp nước ngoài với mức lương khoảng 30 triệu đồng một tháng. Anh nói, đó là quyết định sáng suốt giúp anh cải thiện thu nhập, đủ lo cho cả gia đình và với khoảng 20 năm làm việc còn lại, tương lai của anh lúc về hưu cũng được đảm bảo hơn. VOA cũng dẫn lời chị Nguyễn Hồng Nga, một chuyên viên từng làm việc ở một công ty nhà nước, cho biết chị đã nghỉ việc nhà nước từ đầu năm và cảm thấy thật sự thoải mái khi không còn phải thường xuyên đi tiếp khách và phục vụ lãnh đạo sau giờ làm việc, đến mức hoàn toàn không có thời gian lo cho bản thân và gia đình. Cũng theo chị Nga, từ ngày ra ngoài làm cho tư nhân, chị đã thay đổi hẳn so với hơn 10 năm làm trong doanh nghiệp nhà nước. Chị biết cạnh tranh với đồng nghiệp và làm vừa lòng cấp trên. Trong một cuộc phỏng vấn khác của VOA với anh Nguyễn Thành Trung, một viên chức có thâm niên trên 20 năm làm tại một doanh nghiệp quốc doanh, anh phản bác quan điểm làm nhà nước là nhàn. Vì theo anh, nhàn cũng đồng nghĩa với việc thu nhập thấp và nhàn không đồng nghĩa với thoải mái. Anh Trung cho biết, may là gia đình anh cũng không phải quá lo chuyện cơm áo gạo tiền, nên anh vẫn có thể trụ tại môi trường nhà nước với mức thu nhập trên dưới 7 triệu đồng một tháng. Hình ảnh Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Anh Trung chia sẻ, không đi trước thì cũng đi sau thôi mà, làm sao có thể tồn tại với cái kiểu đấy được. Tính mình làm sao nhẫn nhịn được, tính mình nó nóng, nó thích, quạt lại ngay, làm sao mà chấp nhận mãi môi trường nhà nước luồn cúi được. Bài viết của VOA cho hay, đời sống của không ít cán bộ, công chức, viên chức đang gặp rất nhiều khó khăn trong hoàn cảnh suy giảm chung của nền kinh tế suốt từ đại dịch Covid đến nay. VOA dẫn lời anh Nguyễn Thành Nam, một phóng viên làm việc cho một đơn vị truyền hình lớn ở Hà Nội cho biết, thu nhập của anh đã giảm nhanh chóng trong hơn 2 năm qua. Đầu tiên là nơi anh công tác cắt đi phần lương cơ bản mà chỉ trả theo sản phẩm. Và thời gian gần đây, nhuận bút cho sản phẩm phóng sự ngắn cũng bị cắt giảm. Anh Nam cho biết sớm muộn gì anh cũng phải tìm việc khác. Anh nói, với mức thu nhập khoảng trên 10 triệu đồng một tháng hiện nay, anh và gia đình khó sống ở Hà Nội. Bài viết của VOA nhắc đến việc Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà được báo chí nhà nước dẫn lời, cho biết Bộ đã tiến hành thực hiện cải cách chính sách tiền lương để thực hiện từ ngày 1 tháng 7. Bộ Nội vụ nói, để đảm bảo cho cán bộ công chức nhà nước đủ xoay sở cuộc sống, Bộ đang xin mức lương ít nhất là khoảng trên 5 triệu đồng một tháng, nhưng phải chờ ý kiến của Bộ Chính trị trước để có thể trở thành hiện thực. Đồng thời, Bộ Nội vụ đang xây dựng cơ chế, chính sách để khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo và tăng cường thanh tra công chức, cũng như xử lý nghiêm sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, vẫn theo bà Trà. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Môi trường làm việc kém và thu nhập thấp, nguyên nhân khiến nhiều công chức rời đi. Vì sao đảng cho bắt giữ hai nhà cải cách lao động? Như thời báo.d đã đưa tin, Việt Nam đã bắt giữ hai quan chức, những người đang tích cực vận động cho sự cải cách trong lĩnh vực công đoàn, ông Nguyễn Văn Bình và ông Vũ Minh Tiến. Điều đáng nói là chính quyền Việt Nam đã giấu nhẹm thông tin về việc bắt giữ hai ông này. Sự việc chỉ được công luận biết đến sau khi dự án 88, một tổ chức bảo vệ nhân quyền cho người Việt, lên tiếng. Theo đó, ngày 6 tháng 5, một thông cáo của dự án 88 cho hay ông Nguyễn Văn Bình, vụ trưởng vụ pháp chế thuộc Bộ Lao động, đã bị bắt từ tháng trước. Hình ảnh ông Nguyễn Văn Bình. Trước khi bị bắt, ông Bình đang chuẩn bị hồ sơ để quốc tế phê chuẩn Công ước 87 của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO về quyền thành lập nghiệp đoàn của người lao động. Việt Nam đã cam kết sẽ thông qua Công ước 87 này vào năm 2023, theo một thỏa thuận trong Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam, EVFTA.
Tuy nhiên, chính quyền Việt Nam luôn tìm cách trì hoãn và theo thông tin được công bố gần nhất, họ dự kiến sẽ phê chuẩn vào tháng 10 năm nay. Tiếp đó, ngày 20 tháng 5, dự án 88 tiếp tục tố cáo Việt Nam đã bắt giữ ông Vũ Minh Tiến, trưởng ban chính sách pháp luật của Tổng Liên đoàn Lao động, nguyên viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn. Đến nay, chính phủ Việt Nam vẫn chưa thừa nhận vụ bắt giữ này. Dự án 88 cho biết, ông Tiến được giao nhiệm vụ sửa đổi luật công đoàn, dự kiến sẽ trình Quốc hội ký thành luật vào cuối năm nay. Cả ông Bình và ông Tiến đều bị bắt vì làm lộ bí mật quốc gia theo Điều 337 Bộ Luật Hình sự. Tìm hiểu về vấn đề này, Thời báo chấm D đã có cuộc trao đổi với bà Ca Giao, một nhà hoạt động thúc đẩy quyền thành lập nghiệp đoàn độc lập cho người lao động Việt Nam từ Paris, Cộng hòa Pháp. Theo bà, với vụ bắt giữ ông Bình và ông Tiến, có thể thấy tương lai để có thể thành lập nghiệp đoàn độc lập tại Việt Nam vẫn còn xa vời. Hình ảnh ông Vũ Minh Tiến. Bà Ca Dao đặt nghi vấn phải chăng việc bắt giữ ông Bình và ông Tiến nhằm ngăn chặn việc thông qua Công ước 87 về dự luật công đoàn sửa đổi. Nhà hoạt động nghiệp đoàn cho biết tuy cả hai hiệp định thương mại EVFTA ký giữa Việt Nam và EU và CPTPP ký giữa 11 nước khu vực Thái Bình Dương đều có điều khoản đòi hỏi Việt Nam phải cho phép các nghiệp đoàn độc lập hoạt động, nhưng lại không có biện pháp chế tài. Như vậy, một khi Việt Nam không tuân thủ cam kết thì cũng không có điều gì xảy ra. Mặt khác, bà cho rằng Việt Nam không công bố việc bắt ông Bình và ông Tiến vì họ ủng hộ nghiệp đoàn độc lập, mà lại chụp cho họ tội danh làm lộ bí mật quốc gia, một tội danh rất mơ hồ. Bởi đã là bí mật quốc gia thì không thể công bố cụ thể là hai người này đã làm lộ điều gì. Về quan hệ quốc tế, bà Ca Dao nhận định quốc tế cũng chỉ lên án hai vụ bắt giữ này một cách chung chung, chỉ bằng ngôn ngữ và không có biện pháp nào khác. Mà một khi không có biện pháp mạnh thì không có điều gì sẽ xảy ra. Việt Nam may mắn nằm trong khu vực địa lý chiến lược của Mỹ và phương Tây để kiềm hãm Trung Quốc. Do đó, Việt Nam cần phương Tây để phát triển kinh tế, nhưng phương Tây cũng cần Việt Nam cho các chiến lược của họ. Do đó, họ không thể ép Việt Nam đến mức độ tuyệt đối như anh không làm thì tôi sẽ rút anh ra, nhà hoạt động này đánh giá lễ ký kết Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam EVFTA. Được biết, ông Bình là nhân tố chủ chốt thúc đẩy việc thông qua Bộ Luật Lao động mới vào năm 2019, tạo cơ sở pháp lý để Việt Nam được phê chuẩn các công ước của ILO bảo vệ quyền lợi người lao động. Nhưng theo bà Ca Dao, đến nay vẫn chưa có tổ chức nào được thành lập theo luật này. Mặt khác, bà cũng bày tỏ sự nghi ngại về việc gian lận của nhà cầm quyền Việt Nam. Theo đó, họ hoàn toàn có thể thành lập các nghiệp đoàn độc lập giả hiệu, chịu sự chi phối của chính quyền. Nghĩa là về danh nghĩa, về hình thức, sẽ có những nghiệp đoàn do người lao động thành lập nên. Nhưng thực chất, các tổ chức này đều do các cán bộ nhà nước đứng đằng sau điều khiển. Tuy nhiên, bà Ca Dao cho hay, cái khó là làm sao để biết, để chứng minh tổ chức nào là giả hiệu, bởi không có cách nào để tiếp cận, để tìm hiểu về vấn đề này. Bà cho biết thêm, dù biết là khó khăn, nhưng những nhà hoạt động nghiệp đoàn tự do vẫn đang chuẩn bị các nguồn lực, sẵn sàng thúc đẩy các hoạt động, dù chỉ trong vòng bí mật, một khi các công ước quốc tế của ILO được thông qua. Và các nhà hoạt động cũng hiểu rõ, dù có thông qua các công ước này thì Việt Nam vẫn sẵn sàng chà đạp như cách họ đã làm sau khi ký kết các công ước quốc tế khác. Khó khăn cho người lao động Việt, cho giới hoạt động và cho cả nền dân chủ trong tương lai của Việt Nam vẫn ở phía trước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm D với bản tin Vì sao đảng cho bắt giữ hai nhà cải cách lao động. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo chấm D.